gì giá đây? 2 4 gì 8 con là Giáp Vị Long 28 tuổi nha. Giờ cũng có phần số là giờ thì cũng cho anh em đi nó thấy cái xác con. Cho mấy gì đem xác con về. Đem xác con về. Đó. Con cũng Dân Linh của Giáp Vị Long 28 tuổi, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm Quý Mão. Thì ở đây có các dì, dì 2, dì 4, dì 8 đến đây cũng thắp ba nén hương trái cây, nguyện giá Dân Linh con sống thì khôn, thắt thì thiên. Bây giờ các con đừng lên đi, đặng mấy dì đã đón con về, đặng mà lo cái hậu sự cho con đàng hoàng tử tế. Nó thì Dân Linh con có hiển linh thì con cứ nổ lên đi. Mấy dì đó muốn con về nhà. Đi theo mấy gì của em nó ra ngoài thắp nhang để mà rồi mong cho sớm thấy thi thể của em của bán chị. Thì mà bán chị mình cùng đi theo chân mấy anh em nha. Dù rồi con. Rồi, xin mời bán chị mình cùng theo chân em nè và đi theo mấy gì của em đó nha. Bây giờ đi lên cầu cũng 200 mét của anh chị. Vậy là mấy gì đi đến đây bằng cái phương tiện gì? Ở xe của người cháu chở hả? Cháu của mấy gì luôn mà, con của bà này nè. Dạ. Ở đây là dì 2, dì 4 và dì 6 phải không? 2, dì 4 và dì 8 của em Linh phải không? Em Gia Long. Long. Giáp Nhị Long. Các anh chị xem video thì mới ngồi để cầu nguyện một cái cầu nguyện để cho sớm em Long này sớm được nổi lên để cho người nhà đem về để làm lễ mai táng của anh chị. Thì dì 2, dì 4 và dì 8 của em Long đang ra ngoài đây để lên cầu để mà thắp hương cầu nguyện cho sớm tìm thấy em Long của anh chị. Nhưng mà ở nhà mình mẹ em có biết chưa? Mới biết nè. Mới biết luôn hả? Bị ra giấu dữ lắm. Mà ra ngoài chợ tao nói cho ông sừng rồi. Trời chắc chạy rồi, nói phải nghe. Tôi đi nghe mà nhà đâu dám cho đi theo. Nói cho mấy gì lo. Mấy chị lo. Chứ không khác cho con hãy sống mà mày chết á. Nó đang nó tiều tự nó quá trời. Dạ. Mấy bữa nay là mẹ của em có ăn uống gì tốt không cô? Trời ơi, làm biển ăn hồi sáng qua về á, bị chịu ca không à. Dạ. Nó qua rồi ta kho nấm rơm với chảy xanh luộc á. Dạ. Nó nói là dạy chị cho em chén cơm đi. Dạ. Chén bói cơm cho ăn. Biểu có chén, ta bói cho một chén tụ vậy nè. Dạ. Ăn hết luôn, cho trái chuối. Nó ăn rồi đi qua bên chị chồng á, cho hai được. Dạ. Rồi đi theo chị. Dạ. Quán chị thì đây là cầu Gò Chai ở Tây Ninh quán chị nha, ở tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Bây giờ thì mấy dì của anh Giáp Vị Long đang lên cầu để mà thắp hương và khấn vái sớm tìm được em đó các anh chị. Thì ở dưới thì em thấy cũng cái chiếc vỏ lãi của chú Tư cũng đang chuẩn bị ra khơi để mà tìm kiếm em lên Giáp Vị Long nè các anh chị. À, đây là chiếc vỏ lãi của chú Tư nè. Đó là chiếc vỏ lãi của chú Tư đang chuẩn bị ra khơi nè các anh chị. Đang ra để mà tìm kiếm, hỗ trợ tìm kiếm em Giáp Vị Long phụ giúp gia đình nè các anh chị. Các bác chị mà xem video thì mọi người cho em một like cũng như một chia sẻ, các bác chị chia sẻ mạnh tay lên nha, để cho được nhiều người bước đến và cái cơ hội nó tìm thấy em Long nó sẽ nhanh hơn và lẹ hơn nha các bác chị nha. Ở đây thì đến chỗ rồi nè, đến chỗ nó đầy nước dây vậy nè. Dạ. Đầy nước này này nhiều lắm luôn á. Vĩnh Hảo không? Nghe người ta nói nó để cho. Đầy nước thì uống rồi lớp nào nó uống rồi lớp nào nó có một bình nó treo lên cái xe nữa. Dạ, có hồi tối này là có một ly nước mía hôm qua chứ. Một ly nước mía treo lên cái xe. Uống hết chưa hay là còn dở? Gì vậy? Hai dì tư dì tám. Con Giáp Vị Long 28 tuổi nha. Giờ cũng có phần số định giờ thì cũng cho, cũng cho anh em đi nó thấy cái xác con. Cho mấy dì đem xác con về. Đem xác con về. Đó. Thì hôm con cũng ngày dân linh của Giáp Vị Long 28 tuổi. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm Quý Mão. Thì ở đây có các dì, dì hai, dì tư, dì tám đến đây cũng thắp ba nén hương trái cây, nguyện giá duyên linh con sống thì khôn, thắt thì thiên. Bây giờ các con đừng lên đi, đặng mấy dì đã đón con về, đặng mà lo cái hậu sự cho con đàng hoàng tử tế. Nó thì vong linh con có hiển linh thì con cứ nổ lên đi. Mấy dì đón con về nhà. Giờ phần chỗ con hả hết thì con cho mấy dì. Anh em đã thấy thì con về. Thì chú đang thăm dò câu xem nước càng lớn. Lớn quá nữa. Qua nó nhảy con giác này nè. Ở vậy còn có 50 dạ. mét mà mấy ông thì đâu có kịp. Nhảy ngay đây nè, rồi mấy ông bên chân đó đó ra không kịp. Biết bơi nhưng mà bệnh mới về cũng hơi yếu chứ không phải là mạnh như hồi kia. À, chứ sức khỏe nó thì mạnh mẽ cũng lớn con lắm mà. Uống thuốc đó. Đưa nó đi bệnh viện Biên Hòa đó, ba người công an giặt nó đó. Ba người công an mấy người phụ luôn. Muốn không lại luôn. Nó nói cái bệnh cái cộng lại dưới rồi điện theo á mà nó làm bằng cộng á hết. Ờ mình quan sát thử rồi chú thăm lùng câu coi có dính vô trong lùng câu không. Dạ ở đây thì chú nó để chú thăm hết lùng câu dằn ở đây. Mấy người chị nghe thấy thương quá, chị mẹ thì biết mà không có nãy nào đi được. Lúc mà mấy chị đi là mẹ có đòi đi không?
đòi đi, đòi đi. Tới nhà gì á chị hai ơi, chị đi cho em đi theo kiếm con em đi, em đứt ruột hết rồi. Dạ. À, cái gì mới nói không được đâu, chính ở nhà đi, ăn cơm nghỉ ngơi đi. Dạ. Chứ em bệnh vậy em đi kiếm không được đâu, tại đi kiếm thì kiếm nhiều chỗ nhiều nơi. Dạ. Chính mà đi theo là kiếm không có được đâu. Ở nhà đi để với chị đi. Nó mày đáng mày ăn mày nghỉ ngơi đi, chứ không khéo là con mày không chết mà mày chết á. Lại nói vậy đó. Rồi nó ráng ăn chén cơm rồi nó chạy qua bên nhà của chị chồng của nó. Dạ thì bây giờ cố gắng để đến chiều thôi, mình theo dõi đến chiều thôi. Bây giờ mình theo dõi đi. Rồi có gì mình sẽ dẫn mẹ theo, nhưng mà mình sẽ trút trực từ mẹ nhiều hơn để cho mẹ giái, để cho em nó nổi lên. Rồi mình đi qua bên đây, mình nhìn qua hướng bên đây có nổi bên đây không? Chớ mà thấy cái cảnh mà tình, cái cảnh mà thấy nó một cái là mẹ nó không kìm được cảm đâu. Đứng ra đây thôi, cái gì kìa, cái gì phải không đó hả? Cái gì đen đen á? Đen đen hả? Ừ. Biết đâu nè. Xa quá, tại sợ thấy là coi dần để trôi tới rồi. Xa quá để trôi lại gần coi. Sợ vô mé luôn. Sợ vô mé lục bình luôn. Vô mé lục bình rất là khó tìm kiếm luôn á. Hình như đó là không phải, thì hồi nãy mới vừa đi một vòng nhưng mà không có thấy. Lục bình rất là nhiều luôn. Đúng rồi, theo mía mé lục bình rất là khó tìm kiếm luôn. Thì bây giờ hiện tại bây giờ thì ở đây thì bây giờ lục bình ít rồi nè, còn trong những thời điểm mới khác á thì lục bình rất là nhiều. Có khi đặt xong thì mong cho 2-3 ngày tới sẽ có lục bình hơn, diễn ra từ tìm kiếm được suôn sẻ hơn, sớm tìm được các bạn chị anh gì với gia đình nhé. Mới vừa chạy nghe nguyên vòng mà. Các anh chị thì các anh chị xem video mọi người cho em một like nha, anh cho một lượt chia sẻ mạnh tay lên các anh chị để cho video sức lan tỏa và nhiều cơ hội sẽ tìm kiếm thấy em giáp gì lâu này hơn nha. Thì em cảm ơn các anh chị là rất nghèo. Thì bây giờ thì gia đình rất là xót của anh chị. Bây giờ thì có dì Hai, dì Tư và dì Tám của em Long cũng đã đến đây và khấn vái hồi sáng giờ của anh chị, nhưng mà cũng chưa tìm thấy em. Tìm kiếm ở đây có chiếc xà lan nè, chiếc xà lan rất lớn các bạn chị, rất là rộng luôn. Đi qua chỗ này sâu nó không qua được, tát nước vô nè. Thì chiếc xà lan này cao lắm cho nên phải đổ nước vô cho nó tắt cái gầm cầu để đi qua cầu, tắt cái gầm xà lan để qua cầu. Đi vô con hay là đứng ở đây, giờ là dòm nãy vào quan sát hai bên cũng không thấy luôn á cô. Vô mát mình ngồi đi rồi cái gì tiếng hay tiếng màu ra cái là mình thấp miếng ngang nữa vậy đó cô. Chứ giờ ở đây thì cũng nắng quá, cái dù của ai cô. Chào video của em thì đến đây em xin tạm dừng video, thì có những thông tin nào mới em sẽ cập nhật cho các anh chị cùng xem. Chúc các anh chị một ngày mới thật vui vẻ an lành bên gia đình ạ. Hẹn gặp lại video sau của em nhé.